Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình ở các phiên bản đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Nên là cũng sẽ có những phiên bản mà còn mới nguyên chưa qua sử dụng và cũng có những mẫu thì cũng đã qua sử dụng rồi. Em sẽ giới thiệu chi tiết hơn và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo. Đó là số 0858584Q2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Hôm nay thì em sẽ có về cho cả nhà mình đó chính là các mẫu của Bonecati này, Kogu này, Diesel này, Kentech, rồi Henry London với cả một vài thương hiệu khác nữa. Và không để mọi người đợi lâu thì em sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên luôn nhé. Mọi người vào xem thì ủng hộ cho em bằng các lượt thả like cũng như là các lượt đăng ký kênh. Và với mã sản phẩm đầu tiên thì em có về đó là một cái mẫu của Diesel. Đấy, cái bản Diesel này thì chiếc này thì mới và rất là đẹp. Bộ này phải nói là một cái size, một cái thiết kế nó rất là độc đáo và dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to. Đấy, nó có 3 kim nhá, mặt bên trong này màu xanh này, nó trải vân. Đấy, ở đây thì nó sẽ có các cái phần viền này, viền liền cạnh này. Mẫu này là mẫu pin. Đấy, nó sẽ có 2 kim dạ quang ở phần kim giờ và phần kim phút. Cái thiết kế cái càng ở đây nó sẽ là một cái càng rất là linh động. Đấy thì khi mà mọi người kể cả tay mọi người nhỏ nhỏ này, đúng không ạ, mọi người đeo này, nó sẽ ôm vào cái phần phía dưới này. Và khi tay to thì nó sẽ mở rộng ra cả hai cái phần càng. Đặc biệt là cái bộ dây này, thực sự luôn là nguyên cái bộ dây là đã thấy đủ đến chất rồi ạ. Đấy nha, nó sẽ có một cái đường khâu G lên ở hai cái phần dây này. Đấy, dây này và đây là phần chốt khóa này. Đây là mặt trước này, mặt sau này. Đấy, đáy này của nó sẽ là một cái đáy vặn nhá, mở này ra này. Đấy, diesel viền cạnh. Bản này thì nói chung là qua sử dụng rồi nhưng mà độ mới của nó còn rất là ok. Với size mặt ở bản này là size 46.6 ạ và càng nếu mà để mà mở rộng hết cái càng này của nó ra thì nó sẽ là 55.8. Đây và như cổ tay của em đây là 16.5 này. Đấy thì nó nhìn cảm giác nó sẽ bị choáng mất cổ tay, nó sẽ kiểu nó nuốt tay. Nên là cái này thì phải anh nam có cổ tay tầm từ 17 năm trở lên thì mọi người sẽ đeo sẽ là ok nhất. Đấy, bản này rất đẹp nha. Viền này, cạnh này. Nhưng mà phải nói là nguyên cái bộ dây tôi đã đáng tiền rồi bởi vì cái dây này nó là kiểu dây tấm ấy. Đấy, theo tấm. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 2.450.000. 2.450.000 nhá. Bản này sẽ ở mã 361. Mã hàng đầu tiên. Tiếp theo sang ở mã 362. 362 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Kentech. Về thương hiệu Kentech thì mọi người cũng đã rất là quen thuộc rồi. Và đây là phiên bản Kentech. Bản này thì được mua vào ngày 8 tháng 7 năm 2018. Mã chiếc của bản này đó là S778X-01. Đấy, với cái phiên bản của Kentech nó sẽ có về là full hộp nha mọi người. Đây là câu lạc bộ. Đấy, ví dụ như là ví dụ một người mà ở bên Nhật đúng không ạ? Thì nó sẽ có một cái câu lạc bộ để mọi người ưa thích về các cái mẫu đồng hồ của Kentech. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều mẫu mã này hay là từng phiên bản của nó sẽ như thế nào này. Đấy. Ở các cái đầu số này của nó, số series thì nó sẽ có ý nghĩa gì này. Rất là hay. Còn ở đây thì nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn đi kèm nha mọi người nha. Cái tay này họ hay làm các cái tờ giấy hướng dẫn nó to lắm mọi người ạ. Đấy, đây là tờ giấy hướng dẫn này. Nó sẽ có 3 nấc này. Bộ dây này, thép của nó ra sao này. Rồi là cái này tiếng Nhật thì em không biết dịch rồi. Còn đây là cái hoạt động của nó như thế nào đúng không ạ? Khi mà mình rung lắc nó ra sao này. Thì sẽ có đầy đủ ở bên trong các cái tờ giấy này nha. Hộp của nó rất là to, rất là đẹp luôn ạ. Ở cái phiên bản Kentech này thì cái mẫu này này nó sẽ là mẫu limited edition phiên bản giới hạn. Tức là nó tái hiện lại cái phiên bản mà của dành cho gọi là lực lượng cứu hộ phòng không của Nhật. Đấy, và nó sẽ tức là họ sản xuất ra các cái mẫu đồng hồ mà dành riêng cho ngành quân đội nhá. Ví dụ như là ngành không quân, hải quân này. Đấy, thế nhưng mà ở cái phiên bản với cái mẫu này này, nó sẽ là một cái mẫu, nó là bản
kiểu như là bản thương mại để có thể phân phối ra thị trường, nhưng nó cũng vẫn ở trong một cái giới hạn số lượng cho phép thôi. Và đây là một cái phiên bản của lực lượng cứu hộ phòng không, lấy cảm hứng từ những cái chiếc cái trực thăng ấy, mà họ các cái chiếc trực thăng mà cứu hộ ấy mọi người. Đấy, và cái chiếc trực thăng đó tên là gì nhỉ? Black Hawk hay cái gì đó em không nhớ lắm cái tên của nó. Đấy, và đây là cái thông số của nó nhá. Bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình. Thì với cái phiên bản Kentech này là một cái phiên bản nội địa của Nhật này, made in Japan này. Bản này là bản 3 kim và nó có một lịch ở vị trí góc 3 giờ. Và lưu ý cho em, đây là mẫu gọi là Colapin. Đấy, tức là nó sẽ là biến này, chuyển từ động năng, tức là cái phần automatic. Đấy, mình lắc hoặc là mình đeo lên cái cổ tay của mình. Đấy, sau đó là nó sẽ tích cái năng lượng và nó sẽ chuyển hóa năng lượng vào trong pin, bởi vì ở bên trong này nó sẽ có cả cuộn điện. Tức là nó là một cái dòng giống như là dòng kinetic của Celco á mọi người. Đấy, các anh chị nào mọi người chơi về các cái dòng Celco kinetic thì mọi người cũng đều biết rồi. Thì đây nó chính là cái dòng Colapin. Đấy. Thì với cái phiên bản này thì đây là một cái phiên bản limited, phiên bản thứ 47 trên 999 chiếc. Mã check của phiên bản này sẽ là S778X-01 và nó có cái nó có cái giấy tờ của nó có đi kèm đấy ạ. Đấy, nó sẽ có cái sổ quyển sổ của nó đi kèm. Đây là phiên bản với thiết kế nó sẽ có niềng xoay và núm của nó cũng sẽ là núm gen nhá, nên là cái độ chống nước của phiên bản này rất là tốt. Bên trong ấy thì bộ kim với cả cọc số này nó sẽ có dạ quang cực kỳ sáng ở trong điều kiện sáng kém, bởi vì đây là một cái phiên bản dành riêng cho lực lượng cứu hộ. Thế cho nên là nó sẽ có một cái thiết kế, đó chính là cái diện thứ nhất, đó là cái dạng quang của nó rất là sáng để đảm bảo cho đó là khi mà những người lính cứu hộ, đúng không ạ, người ta đi cứu hộ ấy, thì lúc đấy bao giờ thì nó cũng là các cái điều kiện nó rất là khắc nghiệt, và cái kể cả ánh sáng như các thứ nó cũng thế. Thì khi đó thì nó sẽ có cái ánh sáng ở trên cái phần mặt đồng hồ này này, để mọi người có thể là nhìn thấy được cái giờ như thế nào. Đấy, rồi là núm này của nó cũng sẽ là cái dòng núm gen để đảm bảo được cái độ chống nước của nó rất là tốt. Dạ vâng, và đây là toàn bộ phần viền, vỏ và chất thép nha. Đấy, thì các anh chị thấy là với các cái phiên bản của dành cho gọi là cái lực lượng cứu hộ phòng không ấy, không ạ, thì các cái chất thép này hay là các cái chi tiết này, họ làm phải nói thật sự là cực kỳ là chi tiết và rất là sắc nét luôn. Đấy, đây là dây màu đen, bản này là bản black, màu đen toàn bộ nha. Nó lấy cảm ứng từ cái chiếc máy bay cái gì đó mà kiểu màu đen ý mọi người. Đây là cái đằng sau đáy nha. Cái đằng sau đáy thì ở bên trong bộ máy này nó sẽ là một cái búa, đúng không ạ? Đấy, búa này. Đấy là của cái phần automatic nha. Sau đó bên trong nó sẽ có một cái cuộn điện để nó chuyển hóa từ cái động năng chuyển thành năng lượng ở trong cái quả pin đó. Đấy, và tiếp theo nữa là ý nghĩa của cái phần đằng sau đáy này thì nó sẽ có ba cái hình máy bay. Các anh chị thấy có ba cái hình máy bay. Thì ba cái chiếc máy bay này thì nó chính là ba cái chiếc máy bay đại diện cho đó là các cái đội quân ngoại của lực lượng cứu hộ. Và với cái khẩu lệnh ở đây này đó chính là "Just as may live", đúng không? Tức là ý là những người khác có thể sống ấy. Đấy, để xong rồi cứu lại những người còn lại ấy. Là vâng, thì đấy là cái khẩu lệnh của họ nhé. Nên là cái phiên bản này nó có rất là nhiều các cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Và ở phiên bản này thì sẽ có size mặt đó là size 41.4 ạ. Càng của phiên bản này sẽ là 52 và dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ đeo ok nha. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.950.000. Đấy, 3.950.000 và bản này sẽ ở mã 362 full hộp nha. Đó, mặc dù đã qua sử dụng nhưng mà chiếc này rất là mới. Tiếp theo sang ở mã 363. Phiên bản 363 thì em lên tiếp cho cả nhà mình đó là mẫu của Bonegatti. Thì như em cũng đã có chia sẻ ở các cái video trước đó rồi, thì các anh chị cũng đều biết là bên em thì hiện tại đang làm đại lý ủy quyền của Bonegatti và có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể ghé trực tiếp qua cửa hàng. Thế còn nếu mọi người ở xa thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc. Hàng tới nơi rồi thì mọi người sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Và tất cả sản phẩm bên em đều cam kết hàng chuẩn chính hãng. Với phiên bản Bonegatti này, đây là mẫu automatic và mẫu này có cả trợ có tay đi kèm. Đấy, đây là một cái mẫu dây thép mà em phải nói thật sự đó rất đẹp, rất xuất sắc. Lấy ý tưởng từ những chiếc siêu xe thể thao, đúng không ạ? Và nó lồng ghép đưa những cái chi tiết của chiếc siêu xe vào
trong một cái phiên bản đồng hồ. Đây là mẫu cơ tự động có trợ cót tay, chữ cót tối đa của nó lên đến 42 tiếng đồng hồ. Ở đây nó sẽ có kim giờ, kim phút và đây là kim giây. Còn kim này của nó sẽ là kim 24 giờ một ngày. Đấy, như thế là mình sẽ biết được là lúc này bộ máy nó đang hiểu là ban ngày hay là ban đêm. Kính sapphire nguyên khối á, và giúp cho đồng hồ chống trầy chống sốt rất là tốt. Chi tiết niềng này, phanh xước nha. Và nó có một cái hình, đó chính là một cái hình đa giác ở bên trên phần niềng này, rất là đẹp luôn. Đây là cạnh này, logo tên thương hiệu của Bonegatti này, núm này. Bây giờ em sẽ xoay cái núm này ra cho cả nhà mình xem nha. Bàn này có chức năng hacking stop, tức là chức năng dừng kim dây đột ngột. Đấy, rút núm này. Và khi mà em xoay đây mọi người thấy không ạ? Đó, thì ở đây này, nó giống như cái vô lăng ấy. Nó giống như là vô lăng của những chiếc siêu xe thể thao. Đấy, nó thay cho cái phần vô lăng này. Rất đẹp luôn. Đấy, và đây là mọi người sẽ xoay theo cái kim 24 giờ một ngày. Đây, ví dụ như lúc này nó đang là 6 giờ sáng đúng không ạ? Và nó chỉ về số 6 này. Đấy nha, đóng núm thì bắt đầu đang chạy và tiếp tục hoạt động này. Đây, có cái đường phanh xước nha. Cạnh này, King Speed. Đấy, nằm trong bộ sưu tập dòng King Speed đúng không ạ? Vua tốc độ. Dây nha. Cái dây này thì nó còn nguyên siêu đấy ạ. Và nó có phanh xước này. Chốt khóa này. Đằng sau đáy đây thì nó sẽ có các cái phần thông số, ví dụ như là kính sapphire. Mát check của bàn này sẽ là BG7601G này, original design này, 21 Zwell 21 chân kính nha, automatic. Với độ chống nước của bàn này sẽ là 53, tương đương với cả 50m, 50 ATM nha. Đây, bộ máy bên trong này. Đó, 42 giờ power resource này. Thời đây là cái tần số dao động là 21.600 PPH này. Đấy, búa này, bộ máy này. Đúng không ạ? Búa này hoạt động rất trơn tru luôn, viền cạnh núm nha. Phải nói là rất rất lâu rồi em mới về lại ở cái phiên bản này với cái chất liệu dây thép, bởi vì cái bản dây thép này nó cực kỳ là hiếm hàng. Size 42 và càng của mẫu này nha, càng của mẫu này là 55.3. Bản này thì dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ đeo ok. Mặt đẹp không ạ? Viền này, cạnh này. Và bản này thì em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là 6.800.000. Với bản này thì sẽ ở mã 363. Đó, ở mã 363. Tiếp theo sang ở mã 364. Mã 364 thì lên tiếp cho cả nhà mình. Đó là một cái mẫu mang một cái phong cách thanh lịch đi, đúng không ạ? Một cái bản cơ nhưng mà mang phong cách thanh lịch thì đây sẽ là một cái bản dây da. Chiếc này thì thực sự là hơi tiếc, đó là nó không về hộp. Chứ nếu mà nó mà về hộp nữa thì phải nói thực sự là quá là đẹp và xuất sắc. Bản này em có về cho cả nhà mình ở mẫu này là nó rất là mới. Mà màu của nó đẹp ý. Màu của nó là màu theo kiểu dạng như là màu của quân đội ý. Đây nha mọi người nha. Henry Rundle, thương hiệu đến từ Anh này. Đây là mẫu automatic nha, British design, lịch ở vị trí góc từ 6 cho đến 8 giờ. Trên này thì mọi người sẽ hơi khó nhìn về màu, nhưng nó sẽ hơi theo kiểu dạng như là màu xanh đậm. Cũng không phải là của xanh rêu hẳn đâu, mà nó giống như là xanh của xanh quân đội ấy, nhìn trông nó đẹp lắm. Đấy, lộ tim này, thấy chưa? Viền này, cạnh này, kính này, núm nha. Mặt trước, mặt sau. Với cái dòng Henry Rundle thì cái mã check của nó khá là dài, nhưng mà cái mã check của họ nó cũng bao gồm đầy đủ tất cả các phần thông số luôn, nó rất là hay. Ví dụ như là Henry Rundle nhá, HL42, tức là size của nó sẽ là size 42 đúng không ạ? AS0279 này. Đấy, Japan, sử dụng máy của nó sẽ là máy 82X0 automatic movement stainless steel nha. Đấy, đây là bộ máy cơ đúng không ạ? Máy mi của Citizen 21 chân kính. Và với cái bộ máy mi này thì đây là một bộ máy huyền thoại. Người ta hay ví nó giống như là một cái nồi đồng cối đá rồi, nó cực kỳ là bền. Đấy, và mọi người sử dụng đến các dòng máy mi thì mọi người cũng đều biết đúng không ạ? Và đây là dây này, dây nha. Cái chiếc này thì em thấy nó mới lắm. Nó kiểu, đây mọi người thấy không ạ? Cái dây này nó còn chưa cả có cả nếp gấp cơ. Đấy, còn chưa có cả các cái nếp gấp cơ. Nếu mà cùng lắm sử dụng thì em nghĩ chắc cũng chỉ sử dụng 1 đến 2 lần thôi. Vì cái dây này mọi người thấy dây của nó còn rất là thẳng. Vì nếu mà đã đeo lên tay rồi thì nó sẽ phải có độ cong, độ ôm. Nhưng ở đây thì em thấy là nó không có. Đây, dây của nó còn rất là thẳng, rất là đẹp nhỉ. Tác mắc đầy đủ luôn. Đấy, dây chốt khóa, chủ yếu là màu mặt của nó đẹp. Với size mặt ở bàn này là size 42 này.
Càng của mẫu này là 49 nhá, và dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu thì mọi người sẽ đeo rất là ok, đẹp, xuất sắc. Bàn này thì em cũng đang để cho cả nhà mình, đó là 3.650.000. 3.650.000 mã 364. 3650 mã 364. Di chuyển sang ở mã 365 nhé. Thì 365 em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu độc lạ đi. Đó chính là một cái phiên bản của GX. Với cái phiên bản của GX này thì em cũng đã có chia sẻ với cả nhà mình ở các cái video cũng khá là lâu rồi. Thì nếu mà mọi người mà theo dõi em đúng không ạ, thì chắc chắn là các anh chị cũng đều biết với bản này. Đây là một cái bản GX mà lần này em về thì cái chiếc này nó không mới, mới nguyên luôn. Thế nhưng mà nó không về hộp đâu mọi người ạ, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có hộp sổ sách của nó sẽ có đầy đủ luôn nhé. Thương hiệu này là một cái thương hiệu đến từ Nhật và nó là thương hiệu nội địa. Đấy, đây cũng là sẽ là một phiên bản nội địa, phiên bản Made in Japan. Thương hiệu GX này sẽ kết hợp với cả hãng làm phim đó là Lucasfilm và tạo nên một cái phiên bản, đó chính là phiên bản Star Wars Chiến tranh giữa các vì sao. Đây là một cái phiên bản, nó sẽ tức là mỗi một phiên bản đồng hồ ấy, nó sẽ là một phần của bộ phim, nó sẽ mô tả một phần của bộ phim. Ở cái bản này thì đây nó sẽ là cái poster này. Ở đây nó sẽ là cái bản, đây cái đằng sau đấy đây. Đây nhá, nó sẽ có cái mã check của nó sẽ là GSX này, GSX400SWS1. Đấy, và giá tag của nó sẽ là 88.000 yên cộng với cả thuế, tức là nó sẽ tương đương với tầm khoảng độ 16-17 triệu gì đó đối với cái phiên bản này. Mọi người có thể truy cập trực tiếp vào trên trang chủ của GSX.com là cũng sẽ ra, họ sẽ mô tả rất rất chi tiết ở trong các cái mẫu cái dòng đồng hồ này luôn ấy ạ. Và đây là cái bộ kim nhá, với cả cọc số này thì nó sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém này. Đây, hôm nay thì em sẽ check luôn cho cả nhà mình xem. Đây là mẫu GSX này, 400SWS. Đây. Đấy. Thì đây là cái các cái chi tiết và các cái bộ phận nha. Thì ở đây này nó sẽ có, đó chính là high quality đúng không ạ, chất lượng cao này đúng không ạ, các cái chi tiết núm này, high quality này thấy chưa. Đây, chiếc này thì nó không phải hộp vân vân, và nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Bộ sưu tập này nó là cái bộ sưu tập mà đây, Star Wars, cái này để em sẽ dịch thử ra cái này xem nó là cái. Đây, nó sẽ có cái giới thiệu của phiên bản này này. Đây nha. Đây là cái phiên bản Millennium Falcon model này. Đúng không ạ? Với cái hình đó là hình Millennium Falcon. Tức là nó là cái kiểu dạng như là một cái... người ta gọi là cái gì nhỉ? Cái tàu du hành vũ trụ ấy mọi người. Đấy, đây, tàu vũ trụ nha. Đấy, kim cọc số này, dạ quang này. Đúng không ạ? Mặt đồ họa của Han Solo. Han Solo hình như đó là cái đây là cái hình nhân vật này đấy, của thuyền trưởng, đây của thuyền trưởng đấy nhá. Nói chung là bởi vì là do là em cũng không có xem về cái bộ phim phim Star Wars, cái phim này là về gọi là kiểu như là một cái bộ phim khoa học viễn tưởng ấy, nên là em cũng không có xem về cái bộ phim này. Đấy, thì nếu mà mọi người mà hay xem hay là mọi người thích đam mê về các cái mẫu của dòng GSX này đúng không ạ, trong bộ sưu tập của dòng Star Wars, thì em nghĩ đây cũng sẽ là một cái phiên bản nó rất là đẹp và mọi người rất là dễ đeo. Bên trong bộ kim cọc số thì có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém này, viền cạnh này, mặt trước này, mặt sau. Với độ chống nước của phiên bản này sẽ là 13, với chất liệu thép của nó sẽ là thép 316L nhá. Bộ máy này thì sẽ sử dụng đó là bộ máy với 24 chân kính, tức là dòng máy của dòng máy Seiko. Kết hợp với cả của hãng Lucasfilm. Bản này là bản thứ 94/300 chiếc. Mẫu này có size mặt đó là size 43.8.
cái càng này thì nó sẽ không tính dựa trên cái viền này đâu, mà nó còn dựa trên vào cái độ cong của dây nữa cơ. Tức là mẫu này là tầm cổ tay từ 17 trở lên là mọi người đều có thể đeo được cái phiên bản này rồi. Đấy, đây là một cái hình du thuyền này, đúng không? Ở trên của nền của mặt đồng hồ này. Kim cọc số này, lịch này. Kính của nó sẽ hơi cong một chút xíu như thế này nhá. Đấy, viền dây, đúng không ạ? Tất cả từ chất liệu dây này cho đến tất cả các chi tiết này, ốc này, đúng không ạ? Viền cạnh đều là các cái phiên bản mà nó được chế tác rất là cầu kỳ, tỉ mỉ, chi tiết với cái chất lượng cao. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 4.650.000. 4.650.000 nhá. Bản này sẽ ở mã 365. Đó, sẽ ở mã 365. Đẹp, mới. Đấy, chỉ mỗi cái là nó không về hộp thôi. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 366. Phiên bản 366 thì em lên cho cả nhà mình 366. Đó là một cái mẫu của Pagani Design. Đây là một cái thương hiệu đến từ Nhật. Đây là cái thương hiệu nội địa của Nhật. Bản này thì em sẽ có full hộp này. Đây nó có thẻ này, sổ này, ở bên trong này. Chiếc này thì mới nguyên luôn đấy mọi người. Mới nguyên zin nhá. Và cái này thì form của nó là form của Rolex. Đây để em bóc cái seal. Ở đây góc đây. Đấy. Mọi người thấy không? Rất đẹp luôn. Bản này thì nó có một cái thiết kế form giống của Rolex và nó là cái form của dòng Rolex dòng Desert, tức là dòng 3 kim một lịch nha. Đấy thì ô cửa sổ lịch này nó sẽ có kính lúp, nó phóng đại cái ô cửa sổ lịch lên và nhìn trông rất là rõ ràng. Mặt bên trong của nó sẽ là màu xanh Tiffany. Cái màu xanh Tiffany này nó là một màu cực kỳ là hot, đúng không ạ? Không chỉ ở các mẫu của Rolex đâu mà gần như là tất cả các mẫu đồng hồ mà với màu xanh Tiffany này thì nhìn trông nó đẹp và nó cực kỳ sang, nó lại còn lạ mắt nữa cơ. À, bên trong bộ kim cọc số thì nó sẽ có dạ quang, ở bên trên mặt kính sẽ có một cái tem, đó là tem sapphire, tức là kính sapphire. Đấy, giúp cho đồng hồ chống trầy chống sức rất là tốt này. Chi tiết niềng này, phay xước nha. Phay xước nha, viền này. Đây, cái này nó còn cái lớp siêu. Các anh chị về các anh chị mọi người bóc cái siêu này ra cho em. Đúng không ạ? Đây là dây này, chốt khóa này, mặt sau này. Sử dụng dòng máy NH36A của Seiko. Thì với cái dòng máy NH36A của Seiko này thì đây là một cái dòng máy với 24 chân kính. Đấy, và chữ cót tối đa của nó lên đến 38 tiếng đồng hồ Pagani Design. Với mã của nó sẽ là PD1645. Đấy, có đầy đủ các phần thông số. Đây là dây này, phay xước sáng bóng, mic với nhau. Khóa nha. Đây. Khóa này. Mở ra như thế này nha mọi người nha. Nó còn nguyên cả seal của nó luôn ấy. Đấy. Đây là khóa. Bấm này. Sau đó người ta còn có cả một cái chốt gài ở đây nữa. Cái này là em bóc qua một chút xíu với seal để cho mọi người ấy nha. À, đấy tôi chết rồi quên mất. Đây. Nó còn có một cái mắt này nữa này mọi người này. Đây này. Nó còn có cái đó là cái phần mắt chốt ở đây nữa. Đấy. Thì mọi người thấy không ạ? Tức là ở đây thì ví dụ như mọi người cần tăng mắt thì các anh chị có thể mở tháo cái này ra thì nó sẽ tăng thêm mắt lên đây này. Đấy, còn nếu như mà mọi người mà không cần dùng đến ý, thì các anh chị mọi người lại gấp một cái phần mắt này vào. Đấy, gấp nó vào, thấy chưa? Thì nó cũng sẽ rất là tiện nhá. Ví dụ như là có những cái trường hợp mình đã tháo mắt ra rồi đúng không ạ? Nhưng mà sau một thời gian ví dụ mình tăng cân hay là mình giảm cân thì mình có thể là tăng thu ở chỗ đó luôn ý. Nó cũng rất là tiện trong các trường hợp cấp bách. Với bản này thì còn sử dụng đúng gen nữa cơ. Trời đất ơi. Bản này nó hội tụ toàn bộ tất cả các cái chi tiết mà coi như là tối ưu nhất trong mọi người sử dụng. Size mặt ngang của bản này là size 40.7 và càng của mẫu này nhá, càng của mẫu này là 49.8. Đấy và dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ đeo ok. Và bản này thì em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó là 3.450.000. Dạ vâng, 3.450.000 nhá. Bản này sẽ ở mã tiếp theo đó là ở mã 366. Và 366 mới nguyên zin luôn.
Tiếp theo sang ở mã 367 thì 367 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu pin đi. Mẫu pin nhá. Em có về cho cả nhà mình một cái mẫu nữ này. Nó nằm ở ngoài viền viền này. Đây, em lên một cái mẫu nữ. Cái mẫu nữ này thì cái chiếc này để mà nói về hình thức thì nó rất là mới. Đây này mọi người nhìn này, nó còn nguyên cả cái siêu ở trên cái phần viền này. Nhưng mà do về thời gian ý, thì cho nên là cái dây ở đây nó đang bị có một chút xíu ở chỗ này. Cái này thì em sẽ gửi kèm thêm cho cả nhà mình một cái bộ dây handmade đi kèm nhé. Thì để mọi người, nếu mà mọi người có cần em thay thì em sẽ thay luôn. Còn nếu không có thì em vẫn cứ sẽ gửi zin, một cái bộ dây zin này, với cả gửi kèm một cái bộ dây để nếu lỡ mà về mà nó có đứt mất dây ý, thì các chị mọi người có thể là lắp lại cho em. Đây là một cái thương hiệu đến từ Pháp. Đấy, và bản này này nó sẽ có sử dụng đó chính là máy của Thụy Sĩ này. Đấy, thương hiệu của Pháp nha. Bản này thì nó có đến 60% của nó là được sản xuất hoàn thiện, tất cả các chi tiết đều ở tại Thụy này. Đấy, và tiếp theo bên trong bộ máy của nó đây thì nó, bản này là bản máy pin Thụy. Bên trong này thì nó sẽ có kim giờ, kim phút này, mặt khảm sạc cừ này, cọc số của nó sẽ là cọc số học trò này. Cái viền đấy nó sẽ là cái viền mà nó lên tiết điểm mọi người ạ. Cái này thì mình lấy khăn mình lau sạch đi là ok thôi. Đấy, cứ lấy khăn sạch lau đi là ok. Thì cái này trước khi mà gửi đơn thì em sẽ lau vệ sinh lại cho cả nhà mình nhá. Vì em mới khui hàng ra ấy, thì xong rồi thì em cũng vội, em cũng lên hàng luôn nên là em cũng chưa có lau vệ sinh đâu. Đây mọi người thấy không, lau đi này, nhìn nó rất là sáng, rất là đẹp luôn này. Đây còn này, cái nền này đang lên tiết đỉa nhá. Đấy, bởi vì là các cái lớp mạ vàng của nó rất là dày thì nó mới lên được các cái màu tiết đỉa. Nó giống như là ở trong các cái hàng mà hàng cổ đấy mọi người. Đấy thì ở các cái hàng cổ mà người ta có bọc là ví dụ như là 10 micron hay là 14 micron ấy thì nó cũng sẽ lên màu các màu tiết đỉa tương tự ấy. Thì ở đây này thì nó cũng sẽ là các cái bản mà lớp mạ vàng của nó rất là dày. Đấy, và nó cũng đang lên tiết đỉa như thế này. Đấy, thì trước khi gửi đơn thì em sẽ lau sạch sẽ lại cho cả nhà mình nha. Còn dây này thì nó sẽ là một cái bộ dây đẹp đấy ạ, dây xịn này. Đấy, nhưng mà ở đây thì nó đang kiểu qua thời gian ấy nên là nó bị bong mất ở chỗ này. Nhưng mà em sẽ gửi kèm một cái bộ dây khác cho cả nhà mình để mọi người yên tâm. Còn đây là dây nguyên zin của nó đấy chứ. Đấy, khóa này, dây này, đây mọi người thấy dây này. Dây nguyên zin luôn. Đây đằng sau đây. Đấy, Swiss Made nhá, All Stainless Steel này. Đấy, đây là một cái thương hiệu mà cũng rất là nổi tiếng của Pháp. Mẫu này thì dành cho các chị nữ. Em phải nói thật sự bản này rất đẹp luôn. Cái này thì gần như là tay chị nào cũng đeo được ấy, chứ không bị kén tay đâu ạ. Size 22.8 nhá, và càng của mẫu này là 30. Đây mọi người nhìn nhá. Này. Đó. Cái này nhìn ngoài đẹp lắm luôn ấy, nhìn xinh cực kỳ. Như cổ tay của em là 16.5 này. Nếu mà em thích ở bản này em vẫn có thể là đeo được, và nhìn ở bản này ở ngoài nhìn nó đẹp kinh khủng luôn. Đấy. Còn nếu mà để mà hợp lý nhất, đẹp nhất thì tầm cổ tay 16 trở xuống sẽ là cái size đẹp nhất cho các chị. Còn đây là như tay em là 16.5 thì tay em nó cũng hơi to. Nhưng mà em vẫn có thể đeo, vẫn có thể bon che được ở bản này. Tức là nó bản này nó không kén tay. Đấy, với cái mẫu này nó không kén tay và nhìn nó đẹp. Mọi người thấy không? Nhìn đeo lên tay các cái phong vuông vuông nhìn trông nó rất là đẹp luôn. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 2,5 triệu và gửi kèm một bộ dây thì kèm nhé. Thì hàng tới nơi mọi người cứ mở ra các anh chị kiểm tra. Cứ đúng như ở trên video em có giới thiệu cho cả nhà mình thì mọi người sẽ nhận hàng và thanh toán cho bạn shipper. Bên trong mặt khảm sờ cừ máy Thụy Sĩ nha. 2,5 triệu. Đó, 2,5 triệu mã 367. Tiếp theo sang ở mã 368. Mã 368 thì em lên cho cả nhà mình ở mẫu này đi. Mẫu này là mẫu của Orobianco. Đấy, đây cũng là một cái thương hiệu đến từ Ý. Và cái chiếc này thì cũng mới. Nhưng mà chiếc này thì nó cũng không về hộp đâu ạ. Đối với phiên bản này nó có một cái khóa rất là thông minh này. Đó là mọi người về, các anh chị mọi người sẽ em xem nào. À đây, nó khóa bật nó lên như thế này nha. Mọi người sẽ luồn dây như thế này nha. Cái dây này của nó sẽ là cái dây ẩn bên trong ạ, chứ nó không phải là cái kiểu dạng như là các cái dây dây lụa giống như là các mẫu khác. Đây là cái dây ẩn bên trong này. Đó, sau đó mọi người sập chốt xuống này. Mọi người thấy không? Nhìn trông rất là đẹp và rất là gọn. Đấy, còn khi nào mọi người mà muốn kiểu như là thay đổi, đúng không ạ, thì các anh chị mọi người tức là thay đổi cái chiều dài, chiều rộng của dây ấy, thì các anh chị mọi người lại kéo mở ra và kéo theo đúng cái size tay của mình đến đâu thì mình sẽ dịch chuyển đến đó, không cần phải mang ra ngoài tiệm để cắt mắt. Đấy, nó ẩn dây, và với cái ẩn dây như thế thì nhìn nó gọn.
Còn về cái thiết kế size của cái mặt của phiên bản này thì màu của nó là màu xanh quân đội, màu rất đẹp nhá. Đây là bản automatic này, mẫu này thì cũng sẽ có cả chậu có tay đi kèm. Logo biểu tượng của Orobianco xuyên suốt đó chính là một cái hình ngai vàng. Nếu mà nó không có ở mặt thì kiểu gì nó cũng sẽ phải có kim dây. Mọi người cứ để ý các cái mẫu của Orobianco mà xem, gần như là mẫu nào nó cũng sẽ có logo luôn. Đó, mặt này, xanh này, viền nhá, cạnh này, có logo tên thương hiệu của Oro này, núm này. Và đằng sau đáy đây thì nó sẽ có một cái phần thông số nữa. Đúng không ạ? Đây là cái hình ngôi ngai vàng, cái logo này. Bản này thì sẽ sử dụng đó chính là bộ máy cơ của Nhật 21 chân kính này. Đúng không ạ? Và nó được sản xuất ở tại Nhật luôn nha. Made in Japan luôn. Đấy. Thì với cái bản phiên bản Made in Japan này này, đây là thương hiệu của Ý nhưng họ vẫn có cơ sở và có nhà máy ở tại Nhật, nên là nó sẽ có cái dòng chữ Made in Japan, tức là được sản xuất đều, tất cả đều ở tại Nhật hết. Đó, và đây là cái mã của nó sẽ là OR0073. Đây cái hình logo biểu tượng này, nó còn siêu nhá. Và nó làm nổi lên trên ấy, chứ không phải là in hay là vẽ gì đâu mọi người ạ. Dày đẹp nhá, chốt khóa này. Size mặt ở phiên bản này, size mặt 38.2. Càng của mẫu này sẽ là 45.8. Đấy, và bản này thì sẽ dành đến là cho các anh nam tay vừa và nhỏ. Đây là mẫu dành cho anh nam tay vừa và nhỏ. Hơi to một chút xíu thì mọi người cũng vẫn có thể là đeo được ở trong cái phiên bản này. Đấy, viền, dây, cạnh, đẹp chưa? Bản em đang để cho cả nhà mình là 3.650.000. 3.650.000. Mã tiếp theo đó là ở mã 368. Cái này thì mọi người yên tâm là em cũng vẫn sẽ để vào trong một cái hộp đỏ của bên nhà em nhé. Thì khi mà hàng tới nơi thì mọi người cứ mở ra các anh chị kiểm tra. Đấy, thì mọi người hoàn toàn là yên tâm. Sang ở mã 369. 369 thì em sẽ lên nốt cho cả nhà mình ở hai cái bản pin này và em sẽ sell luôn cho cả nhà mình luôn này. Ở cái bản pin này thì đây là phiên bản của Crystal Cutter. Đấy, thì nó cũng sẽ có sổ thẻ của nó đi kèm đầy đủ. Bản này được mua vào năm 2019 và mùng 10 tháng 6 năm 2019. Đấy, nó có sẽ có mã của nó sẽ có đầy đủ ở đây. Đấy, đấy là tại cửa hàng. Và chiếc này thì mọi người thấy không? Mặc dù đã qua sử dụng nhưng mà độ mới của nó cao và cái màu vàng của nó này. Đấy, đấy là cái điều mà mọi người hay lo ngại nhất. Đúng không ạ? Mọi người sợ là nó sẽ bị bay màu của màu vàng. Thế nhưng mà mọi người thấy là đây là mẫu đã qua sử dụng nhưng cái màu vàng còn đẹp không ạ? Cực kỳ đẹp. Màu vàng này nó giống như là màu vàng của vàng Spain. Đấy, màu cực kỳ sáng nha, vẫn có đạt được cái độ bóng sáng của nó. Kính này, nó có các cái lát cắt kim cương này. Mặt bên trong của nó cũng sẽ là màu vàng nhưng mà nó màu vàng nhạt. Lịch ở vị trí góc 3 giờ. Đấy, kính lát cắt nha. Và đây là đằng sau đáy. Thì tất nhiên là đằng sau đáy thì nó cũng đã có cái dấu vết của cái việc sử dụng đúng không ạ? Nó cũng đã có một vài các vết chảy xước ở đằng sau đáy. Như mọi người thấy không? Đây có cái lớp vàng này, còn đẹp không? Còn cực kỳ mới luôn. Đấy, dây chốt khóa. Và bản này thì dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to. Size mặt là 44.8. Càng của mẫu này là 52.7. Và bản này thì bình thường thì em đang để cho cả nhà mình còn độ 1.7 triệu đúng không ạ? Và mẫu này em để luôn cho cả nhà mình đó là 1.500.000, 1.500.000. Đấy, 1.500.000 nhá. Bản này là bản Crystal Cutter. Đấy. 1.500.000, mã 369. Sang ở mã 370 và cũng là mã hàng cuối cùng của sau video ngày hôm nay thì em lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu Kogu. Cái bản Kogu này thì về cái dây này của nó này, nó có hộp nhá. Nó có dây. Cái dây này là dây zin. Đây cái dây này là dây zin. Thấy chưa, của Kogu. Nhưng mà cái dây này, cái dây thì cái chất dây của nó ấy, nó cũng là một chất dây xa xịn. Nhưng mà ở đây thì nó đang bị bong keo. Đấy, nó bị bong keo. Thì em có lên cho cả nhà mình một cái bộ dây khác. Đấy, em có lên cho cả nhà mình một cái bộ dây khác rồi. Và em vẫn gửi kèm cả cái dây zin cho cả nhà mình. Dạ vâng, thì nếu mà mọi người mà muốn thích cái dây zin của nó ấy, thì các anh chị mọi người có thể là về các anh chị mọi người qua các cái tiệm đồ da ấy. Sau đó là mọi người nhờ người ta gắn các cái keo dán da ấy. Đấy, thì người ta sẽ gắn lại được. Đấy nhá. Còn đâu là về cái phiên bản này thì em vẫn tặng một cho cả nhà mình một cái bộ dây này. Còn nếu mà mọi người muốn tận dụng thì các anh chị mọi người có thể là về gắn cái keo dán da là ok. Với bản này thì đây là một cái phiên bản hai máy. Đấy, nó sẽ là hai máy độc lập với nhau nha. Ở đây này nó sẽ có một cái máy ở trên này, hai kim nhá. Nó sẽ mọi người sẽ rút cái núm này ra và mọi người chỉnh như bình thường. Đó, thấy chưa? Còn kính ở dưới này này thì mọi người sẽ ấn vào đây. Ấn vào đây. Ấn vào đằng sau này. Đấy, thì sau đó là mọi người sẽ chỉnh. Thấy chưa?
Đấy, mọi người dí vào nào thì nó sẽ chạy nhanh. Còn nếu mà mọi người sẽ bấm từng nấc như thế này thì nó sẽ chạy từng giây, từng phút, từng giây một, là từng nấc một. Đấy nhá, thì nó sẽ là cái dòng hai máy. Thế mọi người thấy này, viền này, cạnh này, mặt này. Đó. Khóa thì em cũng đã đổi khóa sang cái này rồi. Đấy thì vẫn giữ lại khóa nguyên zin. Và bản này thì size là size 32.8, càng của mẫu này là 53. Mẫu này thì em cũng đang để luôn cho cả nhà mình. Mẫu này là 1.450.000. 1.450.000. Bản này sẽ ở mã 370. Đấy, và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo. Đó là số 0858584 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo ạ.